hướng tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2025 sẽ được long trọng tổ chức ngày 27 tháng 4 năm 2022. Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022, Đoàn trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng tổ chức đại hội các chi đoàn các khoa quản trị lữ hành, hướng dẫn du lịch, quản trị khách sạn, nhà hàng, quản trị chế biến món ăn, chi đoàn cán bộ, giáo viên nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo đại hội tại các chi đoàn có các đồng chí trưởng khoa, bí thư, phó bí thư các chi bộ, bí thư đoàn trường cùng các đồng chí trong ban chấp hành đoàn trường. Theo đó, tại các chi đoàn đã tổ chức đại hội đúng quy định, điều lệ đoàn với các nội dung. Đại hội chi đoàn đã báo cáo tổng kết hoạt động đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2024. Tại đại hội, các đồng chí đoàn viên thanh niên sôi nổi, hào hứng cùng nhau thảo luận và phân tích các tham luận về một số vấn đề như giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên thanh niên, đổi mới, sáng tạo các hoạt động, chương trình dạy và học để phát triển phẩm chất, năng lực cho đoàn viên thanh niên, giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn vững mạnh, giải pháp đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, văn hóa sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2022 tự kiểm điểm về những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn để nhiệm kỳ mới đạt được những thành tích cao hơn nữa. Các chi đoàn đã kiện toàn nhân sự mới ngay sau khi đại hội. Với khí thế và sự quyết tâm của các đồng chí trong ban chấp hành, đây hứa hẹn sẽ là nhiệm kỳ thành công trong công tác đoàn tại trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Nguyễn Thanh Bình, người đưa tin từ HCT.